Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 18 tháng 12 năm 2020. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Thành phố Đà Nẵng, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có mưa rào vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ âm 14 độ đến 1 độ. Thủ đô Paris của Pháp, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 8 đến 9 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 11 đến 12 độ.